Tổng công ty viễn thông Mobifone đã hợp tác cùng nhà cung cấp thiết bị viễn thông Ciena, Mỹ để xây dựng hệ thống chuyển dẫn cáp quang đường trục đầu tiên của Mobifone với tốc độ 300 gigabit trên giây, kéo dài từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài đến trên 1.400 km. Đường truyền trục dẫn cáp quang này sẽ giúp Mobifone cung cấp các dịch vụ băng thông rộng trên nền di động với tốc độ cao tới hơn 25 tỉnh thành khắp cả nước. Cũng nhờ vào hệ thống quản lý đơn của Ciena, Mobifone sẽ nâng cao tầm nhìn và khả năng kiểm soát hệ thống mạng lưới. Được biết, hệ thống truyền dẫn đường trục sử dụng công nghệ điều khiển thông minh của Ciena sẽ giúp đảm bảo tính ổn định cùng với chất lượng mạng lưới cho khách hàng, ngay cả trong trường hợp lỗi hệ thống cáp.